thực hiện nghiêm giãn cách và phòng chống dịch tại các địa phương, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách theo chỉ thị 16, theo thư của Thủ tướng Chính phủ. Các địa phương đang thực hiện chỉ thị này nhận được sự ủng hộ của người dân kể từ 12 giờ ngày 23 tháng 7. 24/7, tại buổi họp báo trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục giảm tối đa người làm việc tại cơ quan, chỉ còn từ 30% đến 40% số người làm việc tại cơ quan, đơn vị trong thời gian tới. Giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, tăng cường tổ chức họp trực tuyến và hạn chế các cuộc họp không cần thiết, đồng thời giám sát theo dõi tiến độ công việc, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về việc để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở. Ngày 24/7, tỉnh Hậu Giang cũng có công văn đề nghị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước, Công trình đô thị Hậu Giang, Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Hậu Giang tạm thời không đến nhà khách hàng để ghi chỉ số đồng hồ đo nước, không thu tiền nước, phí thu gom rác thải sinh hoạt. Đồng thời, các công ty cần xây dựng phương án quản lý điều phối để các công nhân thu gom rác, xử lý sự cố cung cấp nước theo nguyên tắc người lao động ở địa bàn nào thì làm việc tại địa bàn đó, hạn chế di chuyển qua lại giữa các địa phương, thông báo cho khách hàng được biết, khuyến khích triển khai không dùng tiền mặt trong thanh toán tiền nước, phí thu gom rác thải sinh hoạt. Cũng trong ngày 24 tháng 7, ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang đã ký công văn số 1265/SNBTNT-GB hướng dẫn thu hoạch, thu mua và vận chuyển nông sản trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chủ máy thu hoạch, tài xế, tài công, lơ xe, nhân công bốc dỡ nông sản di chuyển vào vùng thu hoạch phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 không quá 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm, kể cả khi có giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Người thu hoạch khi thu hoạch nông sản phải đảm bảo biện pháp phòng chống dịch và không được đi nơi khác ngoài khu vực thu hoạch nông sản đã đăng ký. Các phương tiện thu hoạch trước khi vào điểm thu hoạch phải được thực hiện sát khuẩn. Công dân cũng yêu cầu tài xế phương tiện có giấy cam kết và được cơ quan, công ty, doanh nghiệp xác nhận nơi đi, tuyến đi, nơi đến. Và trong quá trình thu hoạch, tất cả mọi người tham gia phải đảm bảo thông điệp 5K, luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trên 2m. Ngày 24/7, trước nguy cơ cao bị gạch chéo TU về việc tăng cường các biện pháp phòng chống kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến biển, các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, văn bản nêu rõ để giữ vững thành quả phòng chống dịch, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định trong trạng thái bình thường mới, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai ngay các công việc cụ thể, siết chặt công tác quản lý nhà nước và tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất trên vùng biển Quảng Ninh, các cảng, bến, các phương tiện thủy đến đi và hoạt động trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo mục tiêu vừa tạo điều kiện giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa, vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh, không để mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến tàu vận chuyển hàng hóa của nước ngoài, tỉnh ngoài được phép hoạt động trên địa bàn. Nếu để xảy ra dịch bệnh, ca nhiễm làm lây lan ra cộng đồng do lỗi chủ quan của các cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, cảng vụ, biên phòng, kiểm dịch y tế, thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh và phải xem xét trách nhiệm những người trực tiếp thực thi công vụ liên quan. Cấp ủy, chính quyền, trực tiếp là người đứng đầu những địa phương có các cảng, bến thủy nội địa phải tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, giám sát việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, của các cơ quan chức năng đối với các chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên, người điều khiển phương tiện. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cảng vụ hàng hải Quảng Ninh. Sở Y tế, trực tiếp là trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế. Các cơ quan và chính quyền các địa phương liên quan tăng cường các phương án, biện pháp cụ thể, tra soát, hoàn thiện quy trình, cơ chế phối hợp nhằm thực hiện triệt để việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ thuyền viên trên tàu khi các tàu biển đến vùng biển Quảng Ninh, bao gồm cả các tàu chuyển cảng để bốc xếp hàng hóa, sửa chữa hoặc thực hiện các hoạt động kinh tế khác trước khi giải quyết các thủ tục theo quy